tổ chức bầu cử và ban giám sát cùng tất cả mọi người tham dự ngày hôm nay. Tôi chỉ có hai ý kiến. Thứ nhất là đã được trả lời hồi trước thì tôi nghe không được rõ rằng là cái điều kiện để một người được đi bầu hợp lệ là có tên, có số ID hoặc là địa chỉ. Hồi trước, ngay lúc đầu tôi nghe vẫn là phải có đủ cả ba. Cho nên cái điều đó là mới đây tôi mới được giải thích rõ là hoặc. Cho nên cái ý kiến thứ hai là tại sao trong khi tất cả đồng hương mong đợi cái kết quả mà nếu chúng ta thấy rằng là có hai cái trường hợp, một là có ID, hai là có địa chỉ, mà hai cái liên danh này không đồng ý, thì tại sao bây giờ chúng ta không hỏi họ xem họ có đồng ý không? Họ có mặt tại đây mà lại không được nói, mà chỉ hỏi có một ông Bùi Phát thôi là làm sao? Quý vị phải nhớ rằng 10.000 lá phiếu nằm trong thùng mà quý vị niêm phong. Cái điều đó nó là bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm tư của mọi người khi người ta bỏ ngày giờ để đi bỏ phiếu. Một khi tất cả những thụ ủy có mặt tại đây, chúng ta không nên bỏ lỡ cái cơ hội để cho họ nói cho rõ ràng. Họ vẫn có thể thay đổi ý kiến, họ nói dù là họ bảo rằng là tôi bỏ, tôi không làm nữa. Nhưng mà bây giờ người ta nghe rõ ràng được câu chuyện nào hợp lý thì mình phải làm theo cái chuyện hợp lý chứ. Đúng rồi anh Linh ơi. Tôi xin hết. Cảm ơn anh Linh. Và tiếp.